Đối với cái mở bài thì ở đây các chị có một cái mở bài nó giống như một cái dòng hồi tưởng. Khi bé Thu này nó đã lớn rồi, nó đã trở thành một cô giao liên rồi, nó đã có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, đúng không? Và nhớ về người cha, nhớ về cái câu chuyện năm nó 8 tuổi. Chúng ta thử tham khảo cái mở bài này xem sao nhá. Tôi trở về đơn vị lúc trời đã xế chiều. Đơn vị đây này. Bởi vì lúc này chúng ta khi chúng ta nhìn thấy những dòng đầu tiên của mở bài thì chúng ta phải nhớ rằng cái mở bài viết, cái mở bài này đặt cái cương vị là cái con bé này khi đã lớn rồi, đã là một cô thông tin liên lạc rồi và cũng đã là một người lính rồi, đúng không ạ? Tôi trở về đơn vị lúc trời đã xế chiều, xế chiều. Đoàn cán bộ đã qua khu tạm chiến an toàn. Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp. Các đồng chí khác cũng về nghỉ ngơi trong lán trại. Mệt mỏi, tôi nằm xuống đám dặn lá dừa khô, ngước mắt nhìn lên trời cao. Ánh sáng lấp lóa chói gắt qua đám lá dừa cháy xém bởi chất hóa học của Mỹ. Chị thử đoán đề đi ạ. Trời ơi, đoán đề. Cho nên là các bạn cố gắng, các bạn có thể tự đoán đề. Nhưng mà đối với chị thì chị rất là có một cái niềm tin là cuối kỳ chúng ta sẽ vào những tác phẩm văn xuôi. Thế thôi nhá. Nhưng cũng rất nhiều bạn học sinh của chị thì vào thơ đấy, chứ cũng không hẳn là văn xuôi đâu. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng là thi cuối kỳ 1 thì tức là những tác phẩm trong kỳ 1 chúng ta đều thi qua nhá. Ánh sáng lấp lóa chói gắt qua đám lá dừa cháy xém bởi chất hóa học của Mỹ khiến tôi nheo mắt lại. Trời miền Nam thật đẹp. Thế mà bọn Mỹ đã nhẫn tâm hủy hoại bầu trời này. Đây là gì? Đây là những cái suy nghĩ đầu tiên của con bé. Khi nó đã lớn, đúng không? Khi nó đã ở một cuộc sống khác. Và đây chúng ta sẽ, văn xuôi ta phải học thuộc sao ạ? Văn xuôi thì các bạn ấy học thuộc những cái dẫn chứng theo luận điểm. Ví dụ như là khi ông hai nghe tin thì những cái miêu tả nào của Kim Lân nó bộc lộ rõ nét nhất. Hoặc là hoặc là anh thanh niên thì có những phẩm chất gì, mỗi phẩm chất thì nó lại sẽ tương ứng với dẫn chứng như thế nào. Đấy, chúng ta học theo cái kiểu logic và nó tương ứng như vậy thì nó sẽ dễ học hơn là học toàn tác phẩm nhá. Đến cái đoạn tiếp theo vẫn nằm trong cái phần mở đoạn này. Tôi đưa tay móc từ trong túi chiếc lược gà, xõa mái tóc tôi khẽ chải. Nó thật êm dịu, giống hệt như ba tôi đang về chải tóc cho tôi. Tiếng gió thổi qua đám lá dừa non lao xao, hồi ức xưa bỗng hiện về rõ ràng trước mắt, ấp cây lược vào lòng, nghĩ về ba tôi, vừa hạnh phúc vừa hối hận vô cùng. Ở đây chúng ta đọc cái này, chúng ta không có một câu nào chúng ta giới thiệu rằng tôi là bé Thu, tôi là Thu, tôi là con của ông Sáu cả, đúng không? Thế nhưng đọc những cái chi tiết như chiếc lược gà này, đấy, như là gì ạ? À? Như là cái cây lược này, đúng không? Như là vừa hối hận thì chúng ta sẽ nhận ra ngay cái nhân vật đang kể chuyện đó là bé Thu. Được chưa nào? Đó là bé Thu. Và chúng ta không nói luôn là cái câu chuyện năm 8 tuổi đấy là câu chuyện gì. Tôi không nhận ba hay là ba tôi có 3 ngày nghỉ phép, mà chúng ta để lửng ở đây để chúng ta kể tiếp ở đoạn đằng sau. Đó là tôi vừa hạnh phúc nhưng lại vừa hối hận vô cùng. Đấy là cái việc chúng ta đang để lửng đấy các bạn ạ. Chúng ta đang để lửng lửng cái mở bài ở đây để sau đó đến những đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ kể rõ hơn về câu chuyện của mình nhá. Các bạn hiểu cái phần mở đoạn chưa ạ? Những bạn nào mà làm cái dạng để đóng vai, các bạn cũng có thể tham khảo cái mở đoạn như thế này. Đó, nhá, đấy là cái phần mở đoạn của chúng ta. Rồi, đến với cái phần đằng sau, tức là cái phần thân đoạn ấy, thì nó cũng không có gì đặc biệt, nó đơn giản là chúng ta kể lại cái câu chuyện ở đây. Đúng không? Chúng ta kể lại cái câu chuyện nó theo diễn biến của chính chiếc lục ngà tác phẩm chính. Ví dụ như là
chúng ta dựa vào cái hoàn cảnh sáng tác này, chúng ta dựa vào những cái phần ban đầu của tác phẩm để chúng ta nói như thế nào. Nhà tôi ở Cù Lao Riêng, quận Chợ Mới, tỉnh Long Châu xa, cạnh gần Vàm Kinh nhỏ đổ ra sông Cửu Long. Ba tôi thoát ly đi kháng chiến đầu năm 1946 sau khi tỉnh nhà bị chiếm. Đấy, đúng không? Sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, các thứ. Đây là cái chúng ta dựa vào cái hoàn cảnh đất nước và hoàn cảnh cụ thể của tác phẩm. Các bạn thấy chưa ạ? Đó, nhá. Chúng ta sẽ dựa vào cái điều đầu tiên chúng ta nói tới là cái câu chuyện này nó xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào. Thì chúng ta đang kể lại thôi rằng là cái thời điểm mà con bé này nó 8 tuổi thì đất nước ta đang như thế nào và gia đình đó đang phải như thế nào. Đúng không? Đấy, gia đình đang như thế nào và đất nước như thế nào. Thì chúng ta sẽ nhận ra ngay là cái con bé Thu này 8 tuổi. Đấy. Và bắt đầu kể về cuộc đời và gia đình như thế nào ạ? Ba tôi là một cán bộ kháng chiến. Ba được phân công ở lại miền Nam gây dựng, bám sát cơ sở và lãnh đạo của kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam để hoạt động an toàn và bảo vệ lực lượng cách mạng. Trong một đêm, ba tôi cùng đoàn cán bộ vượt lên căn cứ. Lúc ba rời đi, tôi chưa tròn 1 tuổi. Đây, tại sao con bé nó lại biết được cái chi tiết này? Đây đơn giản là ví dụ như là nó có thật thì sẽ là mẹ kể lại, đúng không? Thế cho nên chúng ta không thể nào mà đóng vai bé Thu năm nó 8 tuổi, bởi vì nó sẽ quá nhỏ để biết được những chi tiết này. Mà khi chúng ta đóng vai bé Thu, chúng ta phải đóng vai, nhớ chị này, chúng ta phải dựa vào cái sự hiểu biết của một con người chứ, đúng không? Cái sự hiểu biết của một cái đứa bé 18 tuổi hay 20 tuổi nó sẽ khác với sự hiểu biết của một đứa bé 8 tuổi, kể cả nó có thông minh đến như thế nào. Thế cho nên để kể được cái hoàn cảnh đất nước này, để nói được rằng là khi ba ra đi chưa tròn 1 tuổi, tức là nó đảm bảo được tất cả chi tiết của tác phẩm, thì phải là bé Thu khi đã lớn. Năm nay còn chưa học đến kỳ 2, làm sao mà chị đoán được, đúng không? Lúc ba rời đi thì tôi chưa tròn 1 tuổi. Sau này lớn lên tôi chỉ nghe má kể lại và biết mặt ba qua tấm hình nhỏ. Tôi nhìn ngắm ba trong tấm hình từng ngày và mong ước một ngày được cùng má lên thăm ba. Nhiều lần má lên thăm ba, tôi đòi theo nhưng má không cho. Má bảo đường đi rất xa. Tụi mật thám lại rình rập theo dõi, rất nguy hiểm nên má không cho tôi theo. Tôi chỉ biết đợi chờ từng ngày. Được chưa nào? Đây chỉ là đơn giản, cái bài này nó khá là dài nhá. Các bạn thấy không ạ? Chị chuẩn bị ở đây khá là nhiều đấy. Thế nhưng cơ bản trong tất cả cái gì chị muốn nói với các bạn, rằng là đối với cái dạng đề này, nó là cái việc các bạn kể lại. Đấy là cái việc các bạn kể lại toàn bộ cái câu chuyện này thôi, đúng không? Thế thì nó cũng chỉ đơn giản là chúng ta dựa vào sách, chúng ta dựa vào những cái kiến thức mà chúng ta đã được học để chúng ta có thể kể lại. Được chưa nào? Đấy, thế thì đối với cái dạng đề này chị đã nói rồi đấy, các bạn hãy kết hợp giữa cái thao tác kể và những thao tác ví dụ như là biểu cảm, ví dụ như là miêu tả, đúng không? Đấy, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là tất cả những cái này đều là những cái yếu tố mà chúng ta đang kể lại. Vậy thì chúng ta đưa những yếu tố biểu cảm ở đâu, đúng không nào? Biểu cảm ở đâu? Ví dụ nhá, khi mà cái con bé này bị bố đánh, đúng không ạ? Trong cái lần mà nó quá lầm lì, nó quá bướng bỉnh và ông Sáu không thể kìm được cái sự tức giận của mình, đã đánh vào bông nó sau khi nó hất cái trứng cá mà bố gắp cho nó ra. Thì cái tâm trạng của con bé và cái cảm xúc của con bé trong lúc đấy nó như thế nào, đúng không nào?
Tôi vẫn ngồi im lầm lì, đầu cúi gằm xuống. Rõ ràng là ba đang cố thân thiện với tôi, nhưng chỉ bởi tôi quá hoài nghi, một mực không chấp nhận và quyết cự tuyệt ba đến cùng. Không ai biết lý do tại sao, chỉ có mình tôi hiểu điều đó. Sự phản ứng của tôi là một sự bướng bỉnh đáng ghét. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại không nói ra điều mình đang nghĩ. Nếu nói ra chắc ba đã hiểu, ba cũng hiểu và giải thích cho tôi hiểu. Ở đây chị có hẳn một cái đoạn sau khi mà cái con bé này bị đánh ấy. Đấy, thì thật ra bác ba nhá, bác ba khi miêu tả cái hình ảnh mà bé Thu nó bị đánh ấy, bác ấy chỉ miêu tả được về hành động hay là những cái bên ngoài thôi. Còn về nội tâm thì dĩ nhiên bác ba không thể, khi mà là cái người kể lại cái câu chuyện này, thì không thể miêu tả rõ ràng cái nội tâm của con bé được. Thế nhưng bây giờ chúng ta đang đóng vai là bé Thu để kể lại câu chuyện, thì chính chúng ta phải là cái người bộc lộ được, đúng không? Chính chúng ta phải là cái người bộc lộ được cái tình cảm, cái cảm xúc của mình, hoặc là những suy nghĩ nội tâm của mình khi mà mình có những cái hành động và lời nói như vậy. Thì đây nó chính là kết hợp với yếu tố biểu cảm. Và đặc biệt khi làm dạng để đóng vai thì chúng ta sẽ phải kết hợp rất nhiều với ngôn ngữ độc thoại, được chưa nào? Đặc biệt có thể là độc thoại nội tâm nữa. Ngôn ngữ độc thoại và độc thoại nội tâm, được chưa nào? Đấy, đây là cái điều mà bất cứ một tác phẩm đóng vai nào các bạn cũng nên kết hợp. Kể cả có là anh thanh niên, ông họa sĩ, cô kỹ sư, hay là nhân vật ông 6, hay là nhân vật ông 2, đúng không ạ? Hay là những cái nhân vật khác mà chúng ta sẽ đóng vai hoặc chúng ta nhận được cái đề như vậy. Thì bên cạnh cái việc chúng ta cứ kể đi kể lại những điều. Trang thứ 2 á, đây đúng không? Nó chỉ là kể lại câu chuyện thôi em ạ. Em có thể tham khảo nhá. Nó chỉ đơn giản là cái việc mà chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện nó diễn ra như thế nào, giống trong sách giáo khoa thôi. Khi mà kể thì không hẳn là có điều gì khó hay là chúng ta phải làm khác đi đâu. Chúng ta sẽ phải làm khác đi đâu ạ, đúng không nào? Mà cái điều quan trọng khiến cho cái bài đóng vai của chúng ta nó sẽ được nâng cao ở dưới là cái nào nhỉ? Ok, đấy, các bạn có thể tham khảo ở đây nhé. Nó không đơn giản, nó không đơn thuần là các bạn chỉ kể đi kể lại những cái chi tiết đó. Bởi vì kể đi kể lại thì đúng là nó đang là dạng để đóng vai tự sự, nhưng nó chưa được bộc lộ được, nó chưa lột tả được. Đấy, không cần đâu em ạ. Độc thoại ở đây khi chúng ta dùng lời nói của mình, tức là chúng ta đang đóng vai, thì thậm chí chúng ta không cần phải cho trong dấu mặc kép hay gạch đầu dòng. Chúng ta cứ viết ra như vậy, đúng không? Còn nếu như chúng ta có những cái lệnh đằng trước, ví dụ tôi nghĩ thầm, tôi lẩm bẩm, hoặc là tôi tự nghĩ rằng thì mới nên có dấu ngoặc kép. Thế còn ví dụ như là không biết lúc đó như thế nào, hay là chẳng lẽ tôi như thế này như thế kia, thì chúng ta viết bình thường, bởi vì đây là lời nói của mình cơ mà. Các bạn nhớ rằng khi các bạn đóng vai nhé, là các bạn hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ của mình. Và mình đang là bé Thu, mình đang là ông 6, mình đang là ông 2, là anh thanh niên, chứ không phải là một cái người khách quan ở bên ngoài viết về họ. Khi mình đóng vai tức là mình đang nhập thành nhân vật mà, đang nhập tâm thành nhân vật mà. Thế cho nên là mình suy nghĩ rằng là lúc đó, tức là nó cũng là một cái dạng để tưởng tượng đấy, đúng không? Có thể tác giả không viết rõ là lúc đó con bé Thu nó suy nghĩ cái gì. Nhưng đối với bản thân em, sau khi em học về con bé Thu này, mà em nghĩ rằng là trong cái lúc nó bị bố nó đánh, hay trong những cái lúc mà nó gặp bố mà nó cảm thấy sợ sệt, vậy thì nó nghĩ cái gì trong đầu mà nó lại sợ đến thế, đúng không? Thì chúng ta có thể đưa những cái ngôn ngữ độc thoại, và chúng ta có thể đưa những cái câu biểu cảm bộc lộ cảm xúc vào, thì nó sẽ khiến cho cái bài của chúng là chúng ta đang đóng vai một nhân vật để kể lại cái cuộc đời của họ. Bài mùa xuân nho nhỏ cần lưu ý những gì ạ? Kỳ 2 đúng không nhở? Sang kỳ 2 thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn bài này nhá. Đã có những bạn học đến chương trình kỳ 2 rồi đúng không? Cố gắng nhá, chúng ta sẽ học khá là nhanh. Nghệ thuật với gì em? Có cần tách mở bài thân bài kết bài không? Có chứ, bài văn thì phải tách chứ nhỉ.
Nghệ thuật với kết bài chiếc ngọc ngà là sao nhỉ? Dạng đề như thế nào chứ? Đối với nghệ thuật thì chiếc lược ngà có khá là nhiều những cái liên quan đến nghệ thuật đấy. Ví dụ như là cái ngôn ngữ như thế nào, đúng không? Nó đậm mang đậm cái tính Nam Bộ. Cái chiếc lược ngà đầu tiên, cái nghệ thuật lớn nhất là mang đậm cái tính Nam Bộ. Thứ hai là nghệ thuật xây dựng nhân vật và khắc họa tâm lý nhân vật. Đấy, nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện, đấy là nghệ thuật. Còn kết bài chiếc lược ngà thì tùy các bạn. Được chưa nào, các bạn đã hiểu chưa ạ? Đó, thế còn chị chuẩn bị ở đây rất dài nhưng nó chỉ đơn giản là chúng ta kể lại thôi ạ, nhớ. Có một cái chi tiết ở đây chị có thể hướng dẫn các bạn thêm. Đó là chúng ta viết rằng cái con bé Thu này khi chúng ta đóng vai nó đã lớn rồi và nó đã biết được cái tin bố nó hy sinh, đúng không? Thế nhưng mà tác giả Nguyễn Quang Sáng ở đây viết cái đoạn về sau ấy thì chỉ nói rằng là bé Thu sau nhiều năm thì trở thành một cô giao liên và nhận lại chiếc kỷ vật của bố mình thông qua bác ba. Thế nhưng khi nhận chiếc kỷ vật hoặc khi nghe tin là bố nó hy sinh thì nó như thế nào? Ở đây chúng ta lại tiếp tục tưởng tượng và ghi thêm cái đoạn này, nó sẽ nâng cao cái bài của chúng ta lên nhé. Các bạn có thể xem ở đây ạ. Sau đó ba trở lại miền Đông. Ba là cán bộ đoàn thể nên không đi tập kết mà ở lại tiếp tục bám sát cơ sở. Sau hiệp định, quân Mỹ lật lọng phản ước, chúng tăng cường lực lượng ở miền Nam với âm mưu kéo dài cuộc chiến tranh. Từ đó tôi cũng không nhận được tin gì của ba. Đúng không nào? Mấy năm sau, một buổi chiều có người nói với má rằng ba tôi đã hy sinh. Cái tin dữ đó khiến tôi rụng rời tay chân và khóc thật nhiều. Được chưa? Đây là cái đoạn chúng ta vận dụng cái thao tác tưởng tượng đấy. Đúng không? Bởi vì Nguyễn Quang Sáng không miêu tả rõ là cái con bé Thu này khi mà biết bố hy sinh thì như thế nào. Mà chỉ viết rằng là khi nó lớn thì nó quyết định trở thành một cô giao liên. Và tiếp tục cái hành trình của bố và nhận lại cái kỷ vật của bố mình. Được chưa? Thế nhưng ở đây để nó khiến cho cái bài của chúng ta hợp lý hơn, đúng không ạ? Liên kết hơn rằng là từ lúc bé đến lúc lớn thì khi biết được tin bố hy sinh nó đau đớn như thế nào, chúng ta có thể tự tưởng tượng ra và chúng ta kể lại. Cái tin dữ đó này khiến tôi rụng rời tay chân và khóc thật nhiều, đúng không? Má cũng khóc thật nhiều. Má cũng khóc thật nhiều. Đó. Má cố giấu tôi chuyện đó nhưng tôi đã nghe được rồi. Người ta nói cái chúng ta tưởng tượng ở đây này. Cái đoạn này Nguyễn Quang Sáng chỉ miêu tả là gì ạ? Chỉ miêu tả cái đoạn mà ông Sáu ông ấy hy sinh. Chứ còn ở đây chúng ta đang tưởng tượng đúng không? Là bé Thu nó biết được cái tin là ba của nó hy sinh. Thế cho nên chúng ta sẽ tưởng tượng rằng có người nói. Đây chính là cái thao tác tưởng tượng kết hợp với thao tác đóng vai. Người ta nói trong một trận càn ác liệt của địch, ba tôi bị một viên đạn bắn xuyên qua ngực. Đấy, ba đã chiến đấu anh dũng cho đến hơi thở cuối cùng. Đồng đội đã bí mật chôn cất ba ở trong rừng. Sau đó thì sao? Tại sao con bé Thu nó lại trở thành, đúng không ạ? Nó lại trở thành một cô giao liên. Nó lại quyết tâm thực hiện cái ước mơ của bố. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tưởng tượng và đóng vai cái nhân vật bé Thu này để kể câu chuyện đó. Đúng không? Tôi cố nén đau thương và lớn lên. Chính giặc Mỹ đã gây ra cuộc chiến này. Chúng đã chia cắt cha con tôi. Giặc Mỹ đã giết chết ba tôi. Giặc Mỹ đã cướp đi của tôi người ba mà tôi không ngừng yêu kính và mong đợi. Nhất định lớn lên tôi sẽ đi chiến đấu. Tôi sẽ bắt chúng phải đền tội. Thế thì cái việc ở đây mà chúng ta nói rằng là bé Thu đóng vai bé Thu ấy để chúng ta tiếp tục kể về cái câu chuyện tưởng tượng như thế này ấy, nó còn là cái gì ạ? Còn từ câu chuyện này chúng ta nhận ra được cái tội ác của giặc Mỹ và của chiến tranh phi nghĩa. Tội ác của giặc Mỹ và chiến tranh phi nghĩa.
Đấy, đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái câu chuyện mà chúng ta chỉ biết rằng là sau này lớn lên cái con bé Thu trở thành một cô giao liên thôi, chứ còn chúng ta không biết cái quá trình trở thành cô giao liên của bé Thu như thế nào. Thế cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng là cái việc mà để trả thù giặc, để trả thù cho bố, đúng không? Để trả thù cho những cái năm tháng mà bị chia cắt, thì bé Thu đã quyết tâm phải đi chiến đấu, phải trở thành một phần của cuộc kháng chiến đó để có thể trả thù cho chính gia đình và cho người bố của mình. Qua những lần tố cộng, những trận càn, những trận đốt làng dồn dân của bọn Mỹ, gia đình tôi phải di tản khắp mọi nơi. Có lúc tôi và mẹ lên Sài Gòn, lúc lại chuyển về Đồng Tháp. Cuộc sống bơ vơ, vất vưởng nay đây mai đó càng làm tôi thấy nhớ ba hơn. Cái đoạn này đều là tưởng tượng thôi các bạn ạ. Không chịu được, tôi xin má đi giao liên. Má lúc đầu không cho, nhưng thấy tôi xin dữ quá, má cũng đồng ý. Tôi vào giao liên, chiến đấu ở vùng tạm chiến. Nhiệm vụ của đơn vị là quan sát tình hình của địch và đưa cán bộ vào ra vùng tạm chiếm công tác. Cuộc chiến đấu đầy vất vả, hiểm nguy. Sợ nhất là sống và chiến đấu trong lòng địch. Nếu bị phát hiện, thật khó thoát khỏi sự khủng bố của chúng. Nhưng dẫu nguy hiểm thế nào, tôi cũng không sợ. Tôi chiến đấu vì ba, vì bà con, vì tình yêu đất nước và lòng căm thù quân giặc tàn bạo. Ba tôi vì đất nước mà hy sinh, tôi cũng sẽ vì đất nước mà chiến đấu, đúng không? Đó sẽ là những cái lời mà bên cạnh cái việc kể lại, nó sẽ có những cái lời hứa ở đây. Nó giống như cái thế hệ của cái cô bé này, của cái cô bé Thu này, một cái thế hệ trẻ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đúng không nào? Chị có lưu lại like không ạ? Có nhá, chị có lưu lại like ở trên page được chưa nào? Đấy, và nó cũng thể hiện cái gì? Nó cũng thể hiện cái suy nghĩ của con người, suy nghĩ của con người về cuộc kháng chiến của dân tộc. Đấy, những cái suy nghĩ của con người về cuộc kháng chiến của dân tộc ta, đúng không nào? Đó. Thế thì không chỉ cái việc là bé Thu đóng vai bé Thu, chúng ta kể đơn thuần nó đã có trong sách, sẵn trong sách giáo khoa, mà đồng thời chúng ta còn có thể kể thêm những câu chuyện khác nữa mà Nguyễn Quang Sáng chưa miêu tả quá kỹ trong câu chuyện này, mà nó sẽ là cái sự sáng tạo của chính chúng ta khi chúng ta viết cái dạng để đóng vai, đúng không? Nó cũng thể hiện cái góc nhìn của chúng ta nữa mà. Đấy, chúng ta khi hóa thân thành bé Thu, khi hóa thân thành ông Sáu, khi bé Thu thể khi hóa thân thành anh thanh niên hay là ông Hai, thì chúng ta còn phát hiện ra là vậy thì họ có thể nói những điều gì, có những thông điệp nào mà họ có thể nói, hoặc họ có thể cư xử như thế nào, thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào bài viết đóng vai cơ mà, đúng không ạ? Và có thêm những cái sự tưởng tượng, chứ không đơn thuần là sách giáo khoa viết cái gì mình phải viết lại y nguyên, không được sai một chữ, và sau đó thì chỉ thế thôi, không viết thêm gì cả. Nó còn là cái sự tưởng tượng và sáng tạo của mình nữa nhá, chứ đừng gọi là chỉ viết được đúng như sách giáo khoa chép lại cái sách giáo khoa, đúng không ạ? Mà đây phải phát huy cái trí tưởng tượng của mình, phát huy được những cái bài học mình rút ra từ câu chuyện đó để có thể đưa vào chính nhân vật của chúng ta nhá. Rồi, các bạn có câu hỏi nào về nhân vật bé Thu ở đây nữa thì comment giúp cho chị nào, chị sẽ cố gắng giải đáp nào. Các bạn muốn chị giải đáp những câu hỏi nào về cái việc chúng ta đóng vai bé Thu nữa ạ? Nào, đối với cái dạng đề đóng vai, đối với dạng đề tự sự thì có một điều chị phải cảnh báo các bạn ạ, là không có luận điểm nghệ thuật đâu ạ. Bởi vì nghệ thuật nó là luận điểm của một tác phẩm, còn đây là một câu chuyện cơ mà, đúng không? Nhân vật cơ mà. Chỉ khi chúng ta phân tích thì mới có nghệ thuật thôi. Nhớ, khi chúng ta làm đóng vai dứt khoát không được có nghệ thuật ở trong. Khi làm dạng đề phân tích cảm nhận thì chúng ta mới có nghệ thuật. Các bạn nhớ chị điều này nha. Hôm nay giọng của chị hơi nghẹt một chút, thế cho nên là các bạn có thể xem lại để có thể nghe kỹ hơn giọng của chị nhá. Đấy, nhớ cho chị cái đấy, không có luận điểm nghệ thuật.
hoàn toàn không có luận điểm nghệ thuật giọng điệu như thế nào hay là biện pháp tu từ gì, không có đâu nhá. Bởi vì không phải chúng ta đang kể lại cái cuốn sách đấy, chúng ta đang review cuốn sách như thế nào được, mà chúng ta đang là bé Thu để kể lại câu chuyện của cuộc đời mình, được chưa nào? Đó, nhớ nhá, các bạn phải nhớ cái điều đấy cho chị ạ. Cái dạng để đóng vai này thì có trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9. Và trong bộ sổ tay văn học sẽ có kiến thức nền của chiết lược Ngà cũng như toàn bộ tác phẩm của lớp 9. Ngày mai, chỉ trong ngày mai, tức là ngày 30 tháng 12, 31 tháng 12 thì các chị sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương. Cho nên chỉ trong ngày mai thôi ạ, ngày 30 tháng 12 sẽ là ngày cuối cùng mà cái đợt tặng sách không đồng của Học Văn Chị Hiên, cái đợt tặng sách lớn nhất, hấp dẫn nhất dành cho các bạn ở cái địa chỉ mà chị đã viết ra đây rồi. Các bạn có thể đến cái địa chỉ này để có thể nhận sách không đồng nhá, để có thể nhận sách không đồng đến từ Học Văn Chị Hiên. Yên tâm là hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần đến địa chỉ đó thôi. Các bạn chỉ cần đến địa chỉ đó, địa chỉ này chị đã viết ở trên màn hình rồi đấy ạ. Đấy, chị đã viết trên màn hình rồi, các bạn đến địa chỉ đó đây. Và các bạn nói với các chị là các bạn mong muốn được tặng cuốn sách nào, các bạn học khối lớp nào, thì các chị admin ở đó cũng như là các chị ở trung tâm Học Văn Chị Hiên sẽ đồng hành cùng với mình trong cái việc là giới thiệu. Đấy, giới thiệu những cuốn sách rất hay đấy, và có thể tặng nó cho mình với giá không đồng. Yên tâm là hoàn toàn miễn phí nhá. Đó, và các chị sẽ tặng sách này trong cái khung giờ là từ 8 rưỡi sáng đến 6 giờ tối. Thế cho nên là các bạn cố gắng qua đúng vào cái khung giờ này, bởi vì sau khung giờ hành chính này thì các chị sẽ không thể nào mà tặng sách cho chúng mình nữa, đúng không nào? Các bạn có thể qua khung giờ đó, trong bất cứ một khung giờ nào để các chị có thể tặng cho chúng mình những cuốn sách không đồng nhá. Được chưa? Đây sẽ là cái đợt tặng sách lớn nhất của Học Văn Chị Hiên đấy ạ. Và nếu như mà bạn nào chúng mình vào xem live muộn mà không nắm được cái thông tin này của chị, thì ở trên fanpage mà các bạn đang xem livestream, đó là chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789, thì các chị cũng đã có những cái bài đăng về cái đợt tặng sách không đồng này rồi. Được chưa nào? Cái đợt tặng sách không đồng này rồi. Thế cho nên là các bạn có thể cập nhật thêm những thông tin về đợt tặng sách không đồng này ở trên fanpage của Học Văn Chị Hiên nhé. Đấy, được chưa nào? Đó là về phần thân bài khi chúng ta kể lại toàn bộ câu chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kết bài. Ấp chiết lược vào lòng, tôi thầm hứa sẽ sống xứng đáng với ba, với má, với tổ quốc thiêng liêng. Quân giặc hung bạo, cuộc chiến có thể kéo dài. Bom đạn có thể ngăn cách tôi với ba, nhưng không thể nào giết chết được tình yêu ba và lòng yêu nước trong trái tim tôi. Đúng không? Đây sẽ là những cái kết bài, sẽ là những cái đậm về cảm nghĩ, suy nghĩ của nhân vật về câu chuyện đó.